Hello, xin chào quý vị các bạn. Quý vị và các bạn có khỏe không? Lời nói đầu tiên, Full Game Mobile cũng xin chúc tất cả mọi người luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn thành công và vạn sự bình yên. Ok. Thì trong những ngày qua, có một số khán giả yêu cầu mình nói lại cái thuyết âm mưu vì cái sự việc mà Thiện Am bị cách ly 17 ngày. 17 người, xin lỗi quý vị. Thì báo cũng đã đăng rồi. Hồi sáng mình cũng đã phân tích rồi. Nhưng mà thật ra bất ngờ. Bất ngờ là có một anh YouTuber. YouTuber anh Tony Phạm USA. Sau một thời gian chịu không nổi áp lực thì anh ta chọn một cái hướng đi riêng cho mình. Thì mình cũng không trách gì anh ta cả. Nhưng mà có chi tiết bất ngờ là mình không có chưa nói gì về anh ta cả thì mình đã bị chặn hết trơn à. Bị chặn rồi. Ok. Thì anh đi đường anh, em đi đường em. Do đó là chúng ta lại trở thành hai cái thái cực. Thì chúng ta sẽ phản biện với cái tư cách là chúng ta có văn hóa. Ok. Thì một lần nữa thì Full Game Mobile cũng xin rất là cảm ơn anh. Hôm trước cũng nhờ cái sự việc mà anh điện cho anh Duy nào đó thì lại cho khán giả biết rằng đó là cái sự việc Thiền Nga đã xử xong rồi. Thì cũng cảm ơn anh. Hôm nay thì chính miệng anh lại đưa chúng ta thêm một thuyết âm mưu. Trong cái câu nói của ảnh là ảnh ý ảnh là gia đình bé Jimmy là cái người làm cái vụ cách ly thế nào đó, thì mình sẽ cho mọi người nghe cái đoạn video clip này. Thực tế là anh Tony Phạm không làm chúng ta thất vọng, quý vị thấy rõ ràng. Dù ảnh đứng ở cái vai trò nào, ảnh đứng ở bên nhóm chính nghĩa địa hay thế nào đó, ảnh cũng không làm chúng ta thất vọng, quý vị thấy rõ ràng. Càng nói nhiều thì càng lộ sơ hở ra. Ok thưa mọi người, đó, đừng có cố quá thành quá cố. Đó thì hôm nay thì mình em bay bị bận, do đó là không live stream được để lên giao lưu với mọi người. Thì cái sự việc bị Thiện Am bị cách ly 14 ngày là quý vị cũng đã biết, mình em bay cũng đã nói rất nhiều rồi và báo cũng đã đăng rồi. Sự việc này diễn ra trong quá khứ, do đó có hai cái vấn đề mà chúng ta đưa ra trong thuyết âm mưu. Thứ nhất là cái sự việc cách ly này có đúng như báo ghi, đúng như những lời báo không? Hồi sáng mình cũng đã phân tích một cái video về sự việc này. Những người bên Thiền Am họ bảo rằng là họ không có thấy ông nào tên Đinh Thanh Hải vào đó cả. Thì mà bảo rằng là bên báo chí này bảo có ông Đinh Thanh Hải vào đấy. Đó thứ nhất. Thứ hai nữa là Diễm My bảo rằng gia đình cô ta tìm cách đưa Thiền Am đi cách ly. Cái chi tiết này là chi tiết mà tự mình Diễm My nói nha, chi tiết này hư cấu. Tại vì chúng ta chưa có bằng chứng nào mà xác định là người ta thực hiện hành động này hay cả. Đó, đó là Full Game Mobile nói là thôi, cái chuyện đó thì để cơ quan chức năng ta làm vào cuộc. Thì hôm nay thì có một anh YouTuber, hồi nãy mình nói rồi đó, anh Tô Liên Phạm vô đây thì ảnh có cái tâm sự chân tình, nhưng mà chính miệng anh cũng đã nói ra luôn. Cái hàm ý của anh nói ra luôn là hàm ý giống như mà cái sự việc liên can đó là liên can cái gia đình mà và mà Diễm My luôn, chứ không có nói gì cả. Đấy, quý vị thấy, đừng có cố quá, đừng có cố quá hành quá cố. Thì chúng ta có thể là không có thích nói về Thiền Am nữa thì chúng ta không cần phải nói. Chứ chúng ta nói như vậy thì khi đi ngược lại với những gì suy nghĩ trong quá khứ của chúng ta. Phải chi những cái người mà YouTube trước đó đó, YouTube trước đó đó là những người không biết phân tích, những người chỉ nói càng nói bậy thì chúng tôi không có buồn phiền. Còn phần anh Tony Phạm, anh có những phân tích rất là hay, tôi thật sự là rất là hay. Nhưng mà chính vì ảnh quay ngược 180 độ vì một lý do nào đó thì trong tương lai chắc mình sẽ biết. Thì mình không trách vì anh này cả, tại vì cuộc sống của mọi người có quyền, mọi người có quyền khác nhau, cuộc sống người ta khác nhau. Người ta là thầy giáo, nhưng mà khi mà con vịt nó chạy lung tung thì người ta có thể là cầm cái bảng đi ra ngoài người ta xin ăn, đó là chuyện bình thường vì cuộc sống mưu sinh. Tôi không có trách ai cả, nhưng mà cái nào có hay nói, nào không thì đừng có nói, đừng có vu khống. Đó, quý vị nghe cái đoạn này là quý vị sẽ biết. Cái này chính miệng anh nói nha, tôi không có nói gì trơn nha. Đừng nói sao em múc mà nó cà khịa này kia, nhưng mà tại vì chính miệng anh nói thôi, tôi không có nói. Ok mọi người nghe nè. Là người ta cũng đền bù mấy chục triệu đó nha, 40 triệu gì đó là mình nghĩ là giảng hòa rồi. Thì cho vào dĩ vãng đi, thì mọi chuyện nó không có tới đâu đâu. Cũng chẳng đến bây giờ là phải đi cách ly rồi làm, phải đi ra tòa rồi tùm lum hết. Vì nghe rõ chưa? Vì nghe rõ chưa ạ? Lý do là nghe lại chút. Phải đi ra tòa rồi tùm lum hết.
Nhưng mà một điều rằng là có rất nhiều các YouTuber đó lại... Nghe lại chút, nghe lại từ đầu đi. Thì cho vào dĩ vãng đi, thì mọi chuyện nó không có tới đâu đâu, cũng chẳng đến bây giờ là phải đi cách ly rồi đó. Phải đi ra tòa. Thấy chưa? Cái vụ cách ly này chưa có ai nói à, nó chỉ đưa vào thuyết âm mưu thôi. Có ai nói là liên quan đến cái cơ quan nào dám nói là liên quan đến gia đình của bé Jimmy đâu. Tự mình anh nói ra luôn. Tức là ý ảnh nói á, là cái sự việc 50 người hãy cho vào bị giảng đi. Bên gia đình của bé Jimmy cũng là bồi thường 30-40 triệu gì đấy. Tại sao mà không chịu giảng hòa đến ngày hôm nay mà có vụ cách ly nữa. Ảnh tự miệng nói ra. Như vậy là hàm ý ảnh là sao? Có phải là tính ảnh thừa nhận là bên gia đình của bé Jimmy là làm cái việc vấn đề này không? Đây là hành động vu khống đó nha. Bé cái nhầm hay là thế nào đó, tự miệng nói ra vậy. À, quý vị nghe lại một lần nữa nha. Cái này tự miệng anh nói ra, không phải tôi đâu à. Là người ta cũng đền bù mấy chục triệu đó. Đó nha, 40 triệu gì đó là mình nghĩ là giảng hòa rồi. Thì cho vào dĩ vãng đi. Thì mọi chuyện nó không có tới đâu đâu, cũng chẳng đến bây giờ là phải đi cách ly rồi làm phải đi ra tòa rồi tùm lum. Ủa, vụ nào ra vụ đó chứ, đúng không? Nhưng mà anh đã hố rồi, trong cái tình huống này anh nói đã hố rồi, thấy rõ ràng không? Anh khẳng định là anh phủ định cái vấn đề mà liên quan cái vụ cách ly liên quan gia đình bé Jimmy là anh khẳng định là phủ định rõ ràng. À, vì thấy không? Trời ơi, bởi vậy tôi nói rồi, không làm về thiền am nữa thì vui vẻ ra đi. Chứ còn làm nữa mà hớ hên như vậy thì rất là tốt cho bên cơ quan điều tra đó. Không, chính miệng anh nói ra cho ai nói. Là người ta cũng đền bù mấy chục triệu đó nha, 40 triệu gì đó là... Đó, người ta đền bù vụ 50 người thì có liên quan đến ai? Vụ 50 người có liên quan đến gia đình bên Jimmy, chúng ta đã biết hết trơn rồi đúng không? Đó, đi tìm con thế nào đó thì mới biết rồi, đó. Mình nghĩ là giảng hòa rồi. Đó thì cho vào dĩ vãng đi. Thì mọi chuyện nó không có tới đâu đâu. Đúng. Cũng chẳng đến bây giờ là phải đi cách ly rồi. Đến chẳng, để chẳng đến bây giờ phải đi cách ly. Ý anh là sao? Ý anh là nói bên, những người bên gia đình Diễm My làm cho Thiện An đi cách ly đúng không? Chính miệng anh nói nha, chứ tôi không có nói. Rõ ràng vì thấy mở miệng là mắc quay. Đã nói rồi, anh phải đứng bên đây nè. Anh đúng ra sinh ra phải đứng bên bảo vệ Thiện An. Anh chỉ qua bên kia làm chi mà anh giật tội người ta vậy? Thế anh làm vậy là anh hại người ta đó. Cơ quan chức năng chưa có ra kết luận cuối cùng, có những người bên gia đình Diễm My có liên quan gì đâu. Người ta đi tìm con ta thôi, sao tự anh khẳng định là người ta làm cho bên Thiện An bị cách ly? Thì bởi vì mới thấy cái rõ ràng. Nè, khá khen cho anh tôi đi phạm vô đây. Như là ảnh hình như là ảnh đậu dán hay thế nào đấy. Tại vì mình thấy là tàn lạ nó giúp bên Thiền Am không à. Có nội gián không đây? Không biết nữa. Thực tình là mình bó rối quá. Thì bó rối, có nội gián không? Có khi nào anh, mọi người hiểu nhầm ảnh không? Ảnh qua đó anh giúp bên Thiền Am đó, chứ không phải là ảnh qua đó và anh hại Thiền Am đâu. Bởi vì mọi người có những suy nghĩ tích cực một chút xíu đi. Thấy rõ ràng không? À, ảnh đang với bạc rằng cái sự việc 50 người nên giảng hòa đi. Đền mấy chục triệu là xong. Kéo dài làm chi mà tới hôm nay bị cách ly. Ủa, cái vụ cách ly có liên quan đến gia đình với Jimmy? Những cái chuyện này là chúng ta đều và đưa thuyết âm mưu để mà xem thử xem có liên quan dính dáng gì không. Tại hôm đó có gia đình với Jimmy đó. Nhưng mà bây giờ ảnh tự miệng anh nói ra luôn. À, mọi người nghe lại một lần nữa. Mày phân tích chơi nghe được, đừng giận hờn nhau nha. Không có giận hờn nhau nha. Là người ta cũng đền bù mấy chục triệu đó nha, 40 triệu gì đó là mình nghĩ là giảng hòa rồi. Thì cho vào dĩ vãng đi. Thì mọi chuyện nó không có tới đâu đâu, cũng chẳng đến bây giờ là phải đi cách ly rồi làm phải đi ra tòa rồi tùm lum hết. Nhưng mà một điều rằng là có rất nhiều các YouTuber đó lợi dụng như vậy đó, vừa lợi dụng Thiền Am, lợi dụng việc 50 người. Nói sao tôi thấy ngứa miệng quá trời à. Người đó mướn luật sư rồi tranh giành nhau, người này coi như là mướn thí dụ lợi dụng Thiền Am, tôi thấy tôi ngứa miệng quá. Tôi xin lỗi việc thấy lợi dụng Thiền Am nói sao mình thấy ngứa miệng quá, không biết ai lợi dụng ai à. Thì một lần nữa mình cũng mong muốn rằng khi không còn vương vấn với Thiền Am nữa thì hãy cho người ta được yên, ok? Thì hôm nay anh cũng không nói về Thiền Am cả,
hầu như là những cái gì anh nói về Thiền Am toàn là nói tốt cho Thiền Am không. Thì cái sự việc mà anh Tony Phạm này ảnh buộc miệng nói ra như vậy thì có hàm ý gì, hay là khi ảnh nằm dùng ở bên đó rồi thì ảnh đã biết hết trơn ở trong ruột và ảnh mới buộc miệng nói ra? Quý vị thấy rõ ràng của Real Bay chỉ đưa bằng thiết âm mưu thôi, chứ thực sự là chúng ta cũng chưa biết trắng đen trong sự việc này. Kể cả thám cửa cao còn chưa khẳng định được tại sao lại có sự xuất hiện của gia đình bị Jimmy ở đó, nhưng mà anh Tuy Phạm anh khẳng định luôn, đúng không? Phải đền bù mấy chục triệu được rồi, cho nó vào dĩ vãng đi. Tại vì ảnh là đang đứng bên kia mà, ảnh đến kia, đứng bên kia thì ảnh muốn giảng hòa, giảng hòa cái vụ 50 người không cần phải ra tòa. Nhưng mà cái sự việc mà ảnh hớ miệng ra anh nói là cái vụ cách ly là sao quý vị? Có thể là anh nói, anh trực tiếp anh nói rằng là có phải là khi ảnh nằm dùng, hay là ảnh biết cái thông tin gì đó của những cái bên anh nhóm chính nghĩa địa cho ảnh biết, đúng không? Thì ảnh mới khẳng định như vậy, chứ Phun Real Bay không bao giờ nói tầm bậy. Cái sự việc này báo cũng đã đăng rất nhiều rồi, cái sự việc 50 người này nè, đi cách ly 50 người xin lỗi vị, cái sự việc mà 17 người bên Thiền Am bị cách ly cũng đã lên báo, và chúng ta phải bám vào những tờ báo đó chúng ta nói, chứ không phải tôi chơi chơi được. Vì sự việc này liên quan đến pháp lực, cái sự việc đi cách ly là tốn rất nhiều tiền của nhà nước, chứ đó không phải là ai muốn nói gì thì nói phải sách bách có chứng cho nó tầm bậy được. Thì mình nói cho mọi người xem lại một lần nữa, đây bấm mấy chữ mà cách ly 17 người Thiền Am là nó có ra hết, thấy không? Đó, riêng cái bài báo Việt Nam Express là có tên ông Đinh Thanh Hải. Nó cho mọi người xem lại một lần nữa đó. Đó. Thì ý của anh Tony Phạm cũng là tốt thôi, di hòa di quý vụ 50 người, đền mấy chục triệu được rồi, ra tòa làm chi? Nhưng mà cái chi tiết anh nói thêm là vụ cách ly nữa, thì anh nhầm ý là sao? Nếu lúc trước á, có thể là anh nói nhầm, nhưng mà lúc này thì chúng tôi thấy cái lời nói ảnh là hơi như thế nào đó, hơi bị đúng thế nào đó. Mình không dám khẳng định, tại vì mình đã nói rồi, đây là thuyết âm mưu. Như vậy là sau khi gia nhập vào cái nhóm chính nghĩa địa thì anh có rất nhiều thông tin. Do đó anh khẳng định luôn là cái vụ 50 người này có liên quan đến gia đình Benjamin luôn, khẳng định luôn. Vì thế, đã nói rồi, chúng ta là những người yêu mến về Thiền Am, chúng ta không nói về Thiền Am nữa thì đừng nói nữa. Nói không chi cho nó lộ cái yêu thương của Thiền Am ra. Đứng đó rồi làm sao mà nói xấu Thiền Am được. Vì thấy rõ ràng chưa? Đó, vì một lý do nào đó mà nói tốt cho Thiền Am như vậy. Anh là bên nhóm bên kia mà, nó phải nhóm bên chúng tôi. Ok, cảm ơn nha. Cảm ơn anh Tony Phạm nha. Ok, vì nghe lại một lần nữa nha. Là người ta cũng đền bù mấy chục triệu đó nha, 40 triệu gì đó là mình nghĩ là giảng hòa rồi. Thì cho vào dĩ vãng đi, thì mọi chuyện nó không có tới đâu đâu, cũng chẳng đến bây giờ là phải đi cách ly rồi đó. Phải đi đến bây giờ phải đi cách ly chẳng đến bây giờ là phải đi cách ly rồi là cũng chẳng đến bây giờ là phải đi cách ly cũng chẳng đến bây giờ là phải đi cách ly giờ là phải đi cách ly rồi làm phải đi ra tòa rồi tùm lum hết. Nhưng mà một điều rằng là có rất nhiều, anh nói như vậy là anh đã biết ai đã đưa Thiền Am đi cách ly rồi đó, đúng không? Tại vì lúc trước ảnh không có thông tin, bây giờ ảnh đã gia nhập vào nhóm chính nghĩa địa thì ảnh đã có thông tin rồi, bên kia nó đưa qua thì ảnh mới mạnh miệng như vậy. Thì thật sự là cái sự việc là thế nào mình cũng không biết được nữa, nhưng mà mình thấy là hình như là ảnh đã ngầm ý, ảnh nói gia đình bên bé Diễm My là có liên quan cái này chắc ăn rồi đó. Thì đây là bài phân tích riêng cá nhân mình. Bài phân tích này thì cũng là một phân tích vui thôi, cũng không nhắm vào một cá nhân nào cả, không nhắm vào một tổ chức hay là nhắm vào một cái cơ quan nào cả. Do đó là có khi là nói tầm bậy chúng tầm bạ đó. Thì một lần nữa mình cảm ơn tất cả mọi người, cũng Vui Nghe Một Bài cũng không luôn cảm ơn anh Tony Phạm đã có những cái nhận xét, phải nói là khi gia nhập vào nhóm chính nghĩa địa những lời anh nói ra chúng tôi rất là tin đó nha. Nói về cái sự việc mà có liên quan đến bên kia chắc nghi anh đã biết nhiều thông tin lắm rồi. Do đó những lời nói anh là tôi có thể là tạm tin đấy. Ok, cảm ơn anh nha. Anh nói gì là cũng hay đấy, chi tiết này rất hay đấy. Ok, một lần nữa mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người đừng có tin lời Phun Game Bye Bye nói nha, mà hãy nhìn những cái gì chứng thực nó xảy ra trong
cái tương lai nha. Đây chỉ là cái thuyết âm mưu thôi, thuyết âm mưu thôi, chứ không giống như ai kia khẳng định cái một luôn à. Tại vì người ta biết hết trơn rồi, người ta nằm lòng cho bên kia và người ta được bên kia đưa như thế nào đó, những tin tức thế nào đó là ta làm mà biết, ta khẳng định một một cái một luôn, chứ không cần phải đưa nhầm giống như phần mềm bay đưa ra thuyết âm mưu này thuyết âm mưu nọ này nữa. Ok, thưa ta một lần nữa cảm ơn mọi người, chúc mọi người chuỗi tuần vui vẻ, bye bye.